Kính chào quý vị và các bạn, như các bạn cùng đã biết, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2024, Chi bộ trường Trung học phổ thông Vị Thanh đã tổ chức lễ kết nạp đảng cho 16 quần chúng là học sinh của trường. Đến dự lễ kết nạp có đồng chí Lê Duy Ngọc, bí thư chi bộ, cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức của trường. Đồng chí Trần Hoàng Nguyên thông qua các quyết định công nhận đảng viên và mong muốn 16 đảng viên mới tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt quy định về những điều đảng viên không được làm. Thay mặt chi bộ xin thông qua các quyết định kết nạp đảng viên. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, Thành ủy Vị Thanh, số 1608 QĐ trên TU Vị Thanh ngày 5 tháng 7 năm 2024 quyết định kết nạp đảng viên căn cứ điều 4 điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, xét đơn xin vào đảng của quần chúng của Nguyễn Nhật Thiên, xét nghị quyết số 02 ngày 17 tháng 5 năm 2021 của chi bộ trường Trung học phổ thông Vị Thanh về việc đề nghị kết nạp quần chúng của Nguyễn Nhật Thiên vào đảng. Ban thường vụ quyết định điều 1 kết nạp quần chúng Nguyễn Võ Nhật Thiên sinh ngày 12 tháng 2 năm 2016, quê quán xã Võ Lụ, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang vào đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Điều 2, chi bộ trường Trung học phổ thông Vị Thanh chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí Võ Nguyễn Nhật Thiên vào đảng đúng theo thủ tục đã quy định. Điều 3, ban tổ chức thành ủy, văn phòng thành ủy, chi bộ trường Trung học phổ thông Vị Thanh và đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt ban thường vụ, phó bí thư Trần Quốc Lợi đã ký. Kính thưa các chí, vì phần trên giống nhau, tôi xin bỏ phần trên, nghĩa là không qua phần trên, làm sao được trên. Đảng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, Thành ủy Vị Thanh, số 1609 QĐ TU Vị Thanh ngày 5 tháng 7 năm 2024, ban thường vụ quyết định kết nạp quần chúng Nguyễn Đoàn Ngọc Hân sinh ngày 27 tháng 5 2024, quê quán xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Chi bộ trường Trung học phổ thông Vị Thanh chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí Nguyễn Đoàn Ngọc Hân vào đảng theo đúng thủ tục đã quy định. Và ban tổ chức thành ủy, văn phòng thành ủy, chi bộ trường Trung học phổ thông Vị Thanh và đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt ban thường vụ, phó bí thư Trần Quốc Lợi đã ký. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Giang, Thành ủy Vị Thanh, số 1610 QĐT trên TU ngày 5 tháng 7 năm 2024 quyết định ban thường vụ điều 1 kết nạp quần chúng Nguyễn Thị Hồng Cúc sinh ngày 23 tháng 1 2006, quê quán xã Hòa Tịnh, huyện Dòng Riềng, tỉnh Kiên Giang vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Điều 2, chi bộ trường Trung học phổ thông Vị Thanh chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí Nguyễn Thị Hồng Cúc vào đảng theo đúng thủ tục đã quy định. Điều 3, ban tổ chức thành ủy, văn phòng thành ủy, chi bộ trường Trung học phổ thông Vị Thanh và đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt ban thường vụ, phó bí thư Trần Quốc Lợi đã ký. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, Thành ủy Vị Thanh, số 1611 QĐ trên TU ngày 5 tháng 7 năm 2024. Ban thường vụ quyết định kết nạp quần điều 1 kết nạp quần chúng Danh Thị Trúc Linh sinh ngày 19 tháng 5 2006, quê quán xã Hòa Lụ, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Điều 2, chi bộ trường Trung học phổ thông Vị Thanh chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí Danh Thị Trúc Linh vào đảng theo đúng thủ tục đã quy định. Điều 3, ban tổ chức thành ủy, văn phòng thành ủy, chi bộ trường Trung học phổ thông Vị Thanh và đồng chí có tên tại điều
một chịu trách nhiệm thi hành quyết định này thay mặt ban thường vụ phó bí thư Trần Quốc Khởi đã ký. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, thành ủy Vị Thanh số 1612 QĐ trên TO ngày 5 tháng 7 năm 2024 quyết định ban thường vụ. Điều 1, Đức Đạo Vương Chú Kim Quỳnh Tiên Đạt sinh ngày 23 tháng 5 2006 quê quán xã Hòa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, và Đảng Cộng sản Việt Nam và nhảy qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Điều 2, chi bộ trường và phổ thông Vị Thanh chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí Kim Quỳnh Tiên Đạt vào đảng theo đúng quy định, theo đúng thủ tục đã quy định. Điều 3, ban tổ chức thành ủy, văn phòng thành ủy, chi bộ trường và phổ thông Vị Thanh và đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này thay mặt ban thường vụ phó bí thư Trần Quốc Khởi đã ký. Thay mặt chi bộ, đồng chí Võ Thị Mỹ Hồng, chi ủy, chi bộ trao quyết định kết nạp đảng và chúc mừng 16 đồng chí, sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 16 đảng viên mới đã tuyên thệ, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí đảng viên trong chi bộ trường đã luôn quan tâm, dìu dắt những lớp đảng viên kế cận và xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương. Ngay sau lễ kết nạp đảng viên mới, đồng chí Lê Duy Ngọc, Bí thư chi bộ đã trao đổi thông tin với chi bộ chủ đề giải pháp phòng chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong chi bộ tại hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý 1 năm 2024. Đây là chương trình hết sức có ý nghĩa, đặc biệt trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, góp phần hun đúc ý chí, khát vọng vươn lên trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như thế hệ trẻ, đặc biệt là đảng viên trẻ của cơ quan trường Trung học Phổ thông Vị Thanh.